Vâng, xin chào tất cả anh chị ạ. Vâng, chào tất cả anh chị quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của Từng Bữa Trung Kiên. Hôm nay trong video lần này, em sẽ đưa lên một tác phẩm Mãnh Hổ chế tác trên chất liệu gỗ nu nghiến để cho anh chị sẽ cùng thưởng lãm và ngắm nhìn tác phẩm nhé anh chị nhé. Và một tác phẩm hôm nay là tác phẩm rất là lớn ạ. Và anh chị nhìn tác phẩm hôm nay là rất là đặc biệt và siêu VIP luôn anh chị nhá. Vâng, một chú mãnh hổ. Vâng, một chú mãnh hổ đang chuẩn bị vồ mồi đúng không ạ? Em sẽ quay tiến lại gần hơn cho anh chị nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn kỹ hơn cái tác phẩm ạ. Em sẽ quay thần thái của chú hổ cho anh chị xem trước nhá. Vâng, thần thái của chú hổ của chúng ta đây ạ. Cực kỳ là dữ tợn luôn anh chị nhá. Vâng, với những đường nét chạm khắc cực kỳ tinh tế và sắc sảo luôn đấy ạ. Anh chị có thể quan sát thấy đây là toàn bộ thần thái của chú hổ của chúng ta đấy nhá. Với những cái đôi và những chiếc răng sắc nhọn đây, bên em cũng có gắn và 2-4 chiếc răng nanh vào trắng đây để cho tác phẩm của chúng ta trở nên đặc biệt và đẹp hơn nhé chị nhá. Còn những cái đường nét chạm khác, ví dụ như chi tiết rất là nhỏ thôi, bờm của chú đây ạ, và cũng được tỉa cực kỳ kênh mong và tươi anh chị nhá. Còn những sợi, còn sợi lông đây ạ, cực kỳ mềm mại đây ạ. Và phía bên dưới thân mình của chú hổ đây là những bông hoa lu, và những bông hoa lu nghiến đây ạ, kín mít tròn xoe luôn anh chị nhá, kín bưng luôn đấy ạ. Tác phẩm của chúng ta là liền phối 100% luôn anh chị nhá, và hoàn toàn là liền khối luôn đấy ạ. Phía bên dưới này là chiếc đuôi của chúng ta đây, cũng được chạm khắc kinh bông lên và cũng hoàn toàn là liền luôn anh chị nhá, hoàn toàn là liền luôn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn đến đây cái chỗ phần cơ bắp của chú hổ chúng ta nhé. Phần cơ bắp của chú đấy ạ, cũng được chạm khắc nổi lên và cực kỳ là sống động luôn ạ. Trông không khác gì một thứ thịt giống bên ngoài thật, chứ không phải là một khúc gỗ bột chì bột giác nữa đúng không ạ. Chân của chú hổ đây, những chi tiết rất là nhỏ, những chiếc móng vuốt cực kỳ sắc nhọn ạ. Tuy nhỏ thôi nhưng cũng được hoàn thiện cực kỳ là chi tiết, cực kỳ là ok luôn nhé. Bên dưới này bên em để nguyên, phía bên dưới này là bên em để nguyên là dáng cái gốc gỗ tự nhiên nhá, để bên dưới là gốc gỗ tự nhiên luôn ạ, để cho tác phẩm của chúng ta có một chút gì đấy nguyên thủy và có giá trị hơn ạ. Hàng gốc gỗ thì cực kỳ đẹp luôn đấy anh chị nhá. Và tác phẩm này của chúng ta còn rất là nặng luôn chị nhá, rất là nặng ạ. Một người bê tác phẩm này thì cũng khá là vất vả đấy ạ. Hàng đục tứ diện cả trước cả sau luôn. Em sẽ quay phía đằng sau này cho anh chị nhìn cái mặt sau nhé. Cái mặt sau này hơi tối một chút nhưng mà chắc là anh chị cũng có thể nhìn rõ được đúng không ạ? Còn những anh chị nào mà muốn sở hữu tác phẩm về trấn trạch trừ tà thì tác phẩm hổ này cũng là một trong những lựa chọn mà anh chị có thể cân nhắc được sở hữu về anh chị nhé. Và tác phẩm mãnh hổ trên chất liệu gỗ nu nghiến này có kích thước chiều ngang 1m1, chiều cao 48 và chiều sâu là 45 ạ. Một kích thước siêu lớn luôn. Em vừa thông báo kích thước cho chị xong thì những anh chị nào mà đang tìm kiếm những tác phẩm mãnh hổ này có thể dựa vào kích thước em được thông báo để có thể cân đối được cái vị trí mà mình muốn đặt tác phẩm nhé chị nhé. Vâng, và tác phẩm mãnh hổ này ạ, bên em đang bán với giá chỉ có 8 triệu đồng chị nhé. 8 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Những anh chị nào muốn chốt tác phẩm này hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại ở phía bên dưới ạ. Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 0368338345 chị nhé. Địa chỉ của Tượng Gỗ Trung Kiên nằm tại quốc lộ 38 làng nghề Đông Giao, Nông Đền, Cẩm Giàng, Hải Dương ạ. Những anh chị nào có thời gian đi qua thì có thể ghé thăm shop em để chúng ta sẽ cùng giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về những tác phẩm đồ gỗ này anh chị nhé. Vâng, anh chị ngắm nhìn tác phẩm này nếu thấy đẹp thích thì đừng tiếc một like cho bên em ạ. Và đừng quên chia sẻ video này công khai lên những trang mạng xã hội để chúng ta có thể lan tỏa những tác phẩm đẹp tới rất là nhiều anh chị cùng đam mê đồ gỗ như chúng ta nhé. Và những anh chị nào mới xem Tượng Gỗ Trung Kiên thì hãy nhấn vào nút đăng ký và đừng quên bấm một chiếc chuông nhỏ bên cạnh để giúp chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi bên em có video mới ra mắt ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm lần sau ạ.